Xin chào các em. Buổi học hôm nay thầy sẽ tiếp tục giới thiệu với chúng ta chương mới, chương số 5. Ở chương này nói về phương trình vi phân cấp 1. Trong cái chương này thì thầy sẽ giới thiệu với chúng ta hai chủ đề chính. Chủ đề số 1 đó là định nghĩa và phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1. Và chủ đề số 2 là chủ đề liên quan tới những cái phần chính của mình đã học, thầy giải bài tập của chương số 5. Bây giờ ta đi vào chủ đề đầu tiên, đó là định nghĩa và phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1. Ở chủ đề này thì thầy đi 3 phần. Phần thứ nhất là định nghĩa thế nào là phương trình vi phân cấp 1. Phần thứ hai là nêu lên cách giải của một số dạng đặc biệt trong phương trình vi phân cấp 1. Vậy cái phần này tương đối khá dài thì mình đi tiếp phần số 3 cũng là giải ở các dạng đặc biệt khác. Bây giờ ta đi vào phần đầu tiên, định nghĩa thế nào là phương trình vi phân cấp 1. Trước khi định nghĩa phương trình vi phân cấp 1, thầy sẽ nêu cái dạng định nghĩa thế nào là phương trình vi phân ở dạng tổng quát. Một cái phương trình vi phân là phương trình có chứa một cái hàm chưa biết và một hoặc nhiều các cái đạo hàm của nó, và ta có thể biểu diễn cái phương trình vi phân dưới dạng sau đây. Thì theo cái định nghĩa trên thì mình biểu diễn dưới dạng như thế này. Bên tay trái là cái biểu thức theo cái gì, và mấy em nhìn cho thật kỹ vào bên này bằng không, thì cái biểu diễn như thế này được gọi là phương trình vi phân. Chúng ta lần lượt tìm hiểu xem bên tay trái nó chứa đựng cái gì ha em. Lúc này mình phải nhìn cho kỹ thì chỉ có x là ẩn duy nhất. Và tới đây cái hàm chưa biết mà mình định nghĩa phía trên đó chính là hàm y theo biến số x và nhiều các cái đạo hàm của nó, nghĩa là y first này là đạo hàm cấp 1 của hàm số y theo biến x, y hai first là đạo hàm cấp 2 của hàm số y theo biến x, và vân vân cứ thế đi tiếp. Và mình nhớ cái quy ước phía trước là chương số 1, có nghĩa là đạo hàm cấp từ 3 trở lên mình gọi là đạo hàm cấp cao. Nhưng nếu mình ghi dấu phẩy hoài như thế này thì nó sẽ chiếm rất nhiều cái vị trí trống. Nên là thí dụ đạo hàm cấp 4, đạo hàm cấp 5 thì người ta ghi như thế này ha em. Y rồi cái đạo hàm cấp bao nhiêu thì mình ghi cái số đó và mình để trong ngoặc. Như vậy là cái này là tất cả cái này là các đạo hàm của hàm số y theo ẩn số x. Vậy nhớ trong phương trình vi phân chỉ có x là ẩn và y là hàm chưa biết và các đạo hàm của hàm số y theo ẩn x được biểu diễn như thế này. Mình gọi là cái phương trình vi phân ở dạng tổng quát. Và khi nói tới phương trình thì người ta hay hỏi là cái phương trình đó là phương trình cấp mấy, được không em? Thì ở đây người ta mới định nghĩa tiếp, cấp cao nhất của đạo hàm có mặt trong phương trình gọi là cấp của phương trình vi phân. Như vậy nhìn vô một phương trình, thầy hỏi nhìn vào chỗ nào để mình biết đây là phương trình vi phân cấp 1, đây là phương trình vi phân cấp 2, vân vân. Thì mình nhìn cái ví dụ sau đây. Mấy em nhìn từ đầu tới cuối, ở đây là có x mũ 1, x mũ 2, rồi cái đây là y mũ 3, y mũ 4 và chứa y phớt. Nhưng mà mình phải nhìn là cấp cao nhất của đạo hàm có mặt trong phương trình gọi là cấp của phương trình vi phân. Vậy ở đây chỉ có y phớt mà thôi, nên ta gọi đây là phương trình vi phân cấp 1. Tương ứng mình nhìn từ đầu tới cuối nè mấy em. Vậy mình nhìn chỉ nhìn vô y phớt thôi, thế đây là y phớt, còn đây là y hai phớt. Như vậy là cấp cao nhất trong bài này là đạo hàm cấp 2. Như vậy thì ta gọi đây là phương trình vi phân cấp 2. Và tương ứng cái ví dụ khác mình nhìn từ đầu tới cuối thì thầy thấy có y đạo hàm cấp 1 nè, đạo hàm cấp 3. Còn cái y mũ mấy không quan trọng hay mang, hay là x mũ mấy không quan trọng. Như vậy cái phương trình như thế này mình gọi là phương trình vi phân cấp 3. Như vậy là sau cái định nghĩa phương trình vi phân ở dạng tổng quát và mình nhìn vô cái vị trí chỗ nào thì mình biết được đó là phương trình vi phân cấp mấy. Thì bây giờ ở trong cái chương này thì mình nhớ mình đang định nghĩa phương trình vi phân cấp 1. Vậy thì ta xét phương trình vi phân cấp 1 tức là phương trình có cái dạng được ghi như sau. Bên tay trái là x là ẩn, y là hàm chưa biết và chỉ có mặt y phớt mà thôi. Như vậy cái này gọi là phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tổng quát. Thầy viết là ký hiệu là 5.1 hả em? Vậy mình nhớ là phương trình vi phân cấp 1 thì mình cũng diễn lại là x là ẩn số và y là cái hàm phải tìm theo biến số x.
Vậy thì từ cái 5.1 này thì mình mới coi coi có một số cái phương trình mà từ bên tay trái này nè mấy em, mình có thể rút ra được y phẩy bằng bao nhiêu đó theo biến x y. Như vậy thì phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tổng quát như thế này, có đôi lúc người ta lại ghi ở một cái dạng hình thức khác là như thế này. Và mình nhớ cái chương 1 mình có vi phân cấp 1 của hàm số y, mình ký hiệu là dy bằng y phớt theo biến x nhân với dx. Như vậy từ đó mình suy ra y phớt có phải là bằng dy chia dx. Vậy thì cái 5.1 mình có thể được viết lại ở một cái hình dáng như thế này hoặc như thế này. Và mình nhìn lại thì nếu ở đây bên tay trái này nè, nó là một biểu thức theo hai biến x y, thì mình có thể quy đồng cái chữ dx này lên và mình tất cả mình chuyển hết về bên tay trái. Thì cái dạng của phương trình vi phân cấp 1 ở dạng 5.2 này có thể được viết ở một cái hình dáng khác là dx nhân với một biểu thức theo hai biến x y cộng với một biểu thức theo hai biến x y nhân với dy bằng 0. Như vậy thì qua cái định nghĩa thì mình mới nhìn lại là phương trình vi phân cấp 1 có ba cái hình thức ghi khác nhau như thế này, hay là dạng số 2 là thế đây hoặc bên này, hoặc dạng số 3 là như thế này. Nhưng trong tình huống đặc biệt số 3 này thì mình có thể xem y là hàm theo x hay ngược lại x là hàm theo y cũng được. Em ha. Vậy đây là những cái tình huống trong tình huống đặc biệt của phương trình vi phân cấp 1. Sau đây thầy sẽ giới thiệu tiếp với mình trong cái phương trình, thì nói tới cái nghiệm của phương trình thì nó có hai cái tên là nghiệm tổng quát, nghiệm riêng. Để mình nhìn coi người ta định nghĩa thế nào là nghiệm tổng quát. Vậy cho cái phương trình vi phân cấp 1 là một trong ba dạng hồi nãy thầy ghi, nên thầy chép lại một dạng số 2 hồi nãy là y phẩy bằng f theo hai biến x y như thế này. Cái này là phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tổng quát số 2 em ha. Thì trong cái tình huống này thì f x y này là một cái hàm liên tục trên một cái miền d của mặt phẳng Oxy, có nghĩa là mình xét trên cái miền d là cái miền mà hàm số f theo hai biến x y là hàm hai biến này nó liên tục em, có nghĩa là luôn luôn xác định. Thì cái nghiệm tổng quát mà sau khi mình đi giải cái phương trình vi phân cấp 1 này thì nó luôn luôn là một hình dáng có dạng sau đây: y bằng theo một biểu thức của biến x trong đó có chứa c là một hằng số bất kỳ. Như vậy cái nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp 1 sau khi mình đi tìm nó có cái hình dáng như thế này. Và đôi lúc khi đi giải thì mình có một điều kiện cho thêm của giả thiết là với điều kiện ban đầu y tại x0 có giá trị bằng mấy theo biến y0, có nghĩa là cái điểm m có tọa độ x0 y0. Vậy để thỏa điều kiện ban đầu này thì mình cầm cái điều kiện này mình thay vào cái nghiệm tổng quát là y bằng phi x y theo c này, mình thay cái điều kiện này vào chỗ này thì mình sẽ tìm được một cái giá trị cụ thể. Lúc đó mình sẽ giải ra được C là một hằng số cụ thể và thầy đặt tên là số C0. Vậy lúc từ cái nghiệm tổng quát này mình ghi lại bằng một cái hình dáng, lúc này chữ C được thay bằng số C0. Và cái nghiệm này người ta gọi là nghiệm riêng của phương trình vi phân cấp 1. Được không em? Và có một cái định nghĩa sau đây: các bài toán mà đi tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân cấp 1 này thỏa mãn thêm cái điều kiện ban đầu đã cho là y tại x0 bằng y0. Vậy các bài toán tìm nghiệm như thế người ta còn gọi là bài toán Cauchy của phương trình vi phân cấp 1. Và trong quá trình để đi tìm nghiệm riêng, nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp 1 thì em lưu ý một chút như sau. Khi đi giải cái phương trình vi phân cấp 1, đôi lúc ta không có tìm được cái nghiệm tổng quát và ghi được dưới dạng sau đây, nhưng chỉ tìm được là một cái biểu thức liên quan giữa x y trong đó có chứa cái hằng số c tùy ý như thế này. Thì cái nghiệm này mình cũng gọi là nghiệm tổng quát, nhưng trong toán của chương này người ta hay gọi đây là tích phân tổng quát của phương trình vi phân cấp 1 ở dạng 5.2 đó. Và tương ứng trong cái tích phân tổng quát này, nếu có cho thêm một cái giả thiết ban đầu là y tại x0 bằng y0 thì lập tức mình cầm cái giả thiết ban đầu đó, mình thay vào cái tích phân tổng quát này, chắc chắn mình sẽ tìm được cái hằng số c
cụ thể bằng bao nhiêu. Thầy đặt tên là C0. Vậy mình thay vào cái nghiệm tổng quát này, thì cái hằng số C được thay cụ thể như thế này. Thì cái nghiệm, cái quanh cái tích phân tổng quát đó, mình còn gọi là tích phân riêng của cái phương trình vi phân cấp 1 ở dạng 5.2. Và từ đầu tới giờ thầy đang giới thiệu với mấy em cái cách nhìn vô là thế nào là phương trình vi phân cấp 1 và thế nào là nghiệm tổng quát và nghiệm riêng của phương trình vi phân cấp 1. Thì cái phần lý thuyết tới đây mình tạm dừng ở đây. Và thầy đi tiếp, mình sẽ đi giải một số dạng đặc biệt của phương trình vi phân cấp 1. Bây giờ ta đi tiếp vào phần số 2. Vậy là trong cái phần này thì thầy sẽ hướng dẫn với lớp là hai dạng đặc biệt của phương trình vi phân cấp 1. Bây giờ ta đi vào dạng đặc biệt đầu tiên. Phương trình vi phân cấp 1 ở dạng phương trình tách biến. Trong trường hợp này thì một số sách người ta còn gọi cái từ khác là phương trình có biến số phân ly. Vậy mình nhìn coi phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tách biến có dạng như thế nào. Mình xem cái định nghĩa sau đây. Phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tách biến là một phương trình có dạng được ghi sau đây. Mấy em nhìn vô. Đây là cái biểu thức ban đầu hồi nãy thầy nói là cái dạng số 3 nè mấy em. Nhìn lại cái định nghĩa chút xíu ha mấy em. Phương trình vi phân cấp 1 hồi nãy thầy nói nó có 3 cái dạng ghi khác nhau. Số 1, số 2, số 3. Và thầy đang minh họa cái dạng số 3 dưới này. Là một biểu thức theo hai biến xy nhân dx. Thầy đặt là Pxy nhân dx cộng một biểu thức theo hai biến xy nhân dy bằng 0. Như thế này là P nhân dx cộng Q nhân dy bằng 0. Thì cái này nãy mình gọi là phương trình vi phân cấp 1. Và mình nhìn kỹ. Đi với dx nó là biểu thức theo hai biến xy. Và đi với dy cũng là biểu thức theo hai biến xy. Nhưng bây giờ nếu trong cái đề người ta cho mình phát hiện lại là nếu đi với dx nó chỉ là biểu thức theo x cộng với đi với dy chỉ là biểu thức theo y mà thôi. Vậy cái hình dáng từ phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tổng quát này nó viết lại được như thế này thì người ta gọi đó là phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tách biến. Và khi mình phát hiện cái dạng tách biến rồi thì mình tìm nghiệm sao? Bây giờ mình quan sát cái dạng cụ thể nè mấy em. Đây. Trong cái này thì mình nhìn đây nè. Có dx, có dy. Để nhớ ha, mỗi lần mình nhìn vô phương trình vi phân cấp 1 mình xem coi nó có y phẩy hay không. Hay thay vào đó nếu nó không có y phẩy thì nó phải có dx, dy. Vậy trước mắt bài này có dx, có dy và hai biểu thức này nhân vậy thì nó là phương trình vi phân cấp 1. Nhưng mình nhìn lại đi với dy toàn là theo x, đi với dy toàn là theo y như thế này thì cái này gọi là phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tách biến. Vậy mình nhận dạng được rồi thì người ta hỏi vậy khi tôi nhận dạng được rồi thì tôi tìm nghiệm bằng cách nào? Thì tới đây người ta nói nếu là phương trình ở dạng tách biến thì muốn đi tìm nghiệm ta chỉ cần lấy tích phân hai vế là mình sẽ ra nghiệm. Như vậy thì lấy tích phân thì bên tay trái mấy em nhìn là tích phân của một tổng thì theo tính chất thì nó sẽ là tổng của hai tích phân. Và bên tay phải này lấy tích phân này là lấy nguyên hàm, vậy không thì có nguyên hàm bằng C chứ không phải thầy chép lại ha mấy em. Vì C đạo hàm bằng 0 nên không có nguyên hàm bằng C. Vậy cái này chính là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp 1. Hay mình còn gọi là tích phân tổng quát là như thế vì ta đang lấy tích phân hai vế. Bây giờ vô mình làm một bài cụ thể ha mà. Đây. Yêu cầu của đề là hãy giải phương trình sau đây. Và bài tập A thầy cho như thế này. Mình nhìn lại. Phương trình này chính là phương trình vi phân cấp 1 vì có dx, có dy. Và thầy nhìn vô đi với dx toàn là theo x, đi với dy toàn là theo y nên cái này là phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tách biến. Nên để tìm nghiệm vô mình chỉ cần lấy tích phân hai vế là đủ. Vậy đây, tích phân của một tổng sẽ là tổng hai tích phân. Bên tay phải không có nguyên hàm bằng C. Bây giờ mình đi lấy tích phân. Tích phân này dx vậy là theo x là ẩn. Cái này cũng vậy, mình lấy tích phân này là y vậy mình xem y là ẩn ha em. Vậy là x bình có nguyên hàm là x mũ 3 chia 3. Vậy cái chỗ này có nguyên hàm là x mũ 3. Mũ x có nguyên hàm là chính nó.
Vậy cái khúc đầu thầy đã ra được đáp số. Khúc sau, y mũ 1 có nguyên hàm là y bình chia 2. Đơn giản vậy ta được y bình. Cái chỗ này là trừ tăng y. Nhưng thầy viết xuống đây là dấu cộng. Như vậy là còn lại dấu trừ với tăng là sin chia cos. Có bạn nó hỏi, thầy ơi, tại sao mà mình không để dấu trừ đây, mình ghi sin chia cos thôi. Mấy em quan sát lý do tại sao ha. Mấy em nhớ học bên chương 1 thì là lúc U đạo hàm sẽ bằng U first chia U. Như vậy khi đặt tình huống đó thì nếu thầy có U first chia U thì thầy có nguyên hàm sẽ là log U ngay. Vậy nếu ở dưới này mình xem cos là U, vậy đạo hàm của cos có phải là trừ sin không em? Vậy thầy cố tình viết như thế này để nó có cái dạng là U first trên U, nên nguyên hàm sẽ là log U, mà log U đó là log cos. Vậy thì mình nhìn lại trong cái biểu thức như thế này, và bên này còn hằng số C, thì cái này mình gọi là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân. Nhưng trên thực tế mình không có dễ dàng để suy ra được y theo x đó. Nên hồi nãy cái chú ý của thầy là nghiệm tổng quát, hiếm khi nào mình tìm được y cụ thể theo x. Nên cái này mình gọi là tích phân tổng quát cũng được. Được không em? Vậy hết. Vậy với câu A này ta gọi là tìm nghiệm tổng quát hay tìm tích phân tổng quát của phương trình. Ở dưới này mình nhìn kỹ nè, cũng y chang cái đề này nhưng mà cho thêm cái giả thiết ban đầu y tại x0 bằng y0. Vậy cái đề này phải gọi là tìm nghiệm riêng của phương trình mới đúng. Ha, nó rõ ràng hơn. Nhưng là kia dây cũng được rồi. Ta đi giải câu B. Mình nhìn lại đây là phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tách biến, vì đi với dx toàn là x, đi với dy toàn là y. Nên bước đầu mình sẽ đi lấy tích phân hai vế. Và tích phân của một hiệu sẽ bằng hiệu hai tích phân. Bên này nguyên hàm của không là c. Bắt đầu. 3x bình nguyên hàm sẽ là x mũ 3 chia 3. 2x mũ 1 nguyên hàm sẽ là x bình. 1 sẽ có nguyên hàm là x, vậy chỗ này mình xong. Ơ mũ y lấy nguyên hàm theo y ha em, vậy ơ mũ y có nguyên hàm là chính nó. Vậy bên tay phải thầy chép lại. Cái này gọi là nghiệm tổng quát hay tích phân tổng quát của bài toán B. Nhưng với điều kiện ban đầu y tại x0 bằng y0, nghĩa là chỗ nào chữ x mình thay bằng số 2, chỗ nào chữ y mình thay bằng số 1 vào cái nghiệm tổng quát mà thầy đang ký hiệu sau này. Bắt đầu ta được. Chữ x mình thay bằng 2, vậy 2 mũ 3 là 8, 2 bình là 4, 2 vậy là 8 cộng 4 cộng 2 bằng 14, và chữ y mình thay bằng 1, vậy là 14 trừ ơ mũ 1, vậy thì ta có c bằng 14 trừ ơ. Vậy từ cái nghiệm tổng quát này, mình thay chữ c bằng 14 trừ ơ, vậy ta sẽ được nghiệm riêng của phương trình. Hay trong trường hợp này mình còn gọi là tích phân riêng của phương trình. Để mình đã xong được bài số 1. Vậy thì trong quá trình đi giải cái phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tách biến, mấy em lưu ý như sau. Có đôi lúc khi mình gặp cái đề nó cho chưa phải là phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tách biến, mà nó ở dạng tổng quát mà thôi. Thí dụ em nhìn nè, đi với dx nó còn theo hai biến xy, đi với dy nó còn theo hai biến xy. Như vậy cái này mới được gọi là phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tổng quát mà thôi. Nhưng nếu nó rơi vào tình trạng này nè mấy em, một biểu thức theo x nhân một biểu thức theo y rồi nhân dx. Tương tự ở bên này cũng vậy, cộng một biểu thức theo x nhân một biểu thức theo y rồi nhân dy. Vậy cái tổng này bằng 0. Vậy thì mình nhìn vô cái phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tổng quát này, mình có thể đưa nó về dạng tách biến một cách dễ dàng sau đây. Trong trường hợp nếu thầy thấy cái M2 theo biến x này và cái N1 theo biến y này nó khác không? Mình nhìn kỹ. Tại sao thầy chú ý nếu nó khác không? Thì lập tức thầy đang muốn đi với dx thì thầy giữ x lại, thầy sẽ chia y xuống. Tương tự vậy, đi với dy chỗ này thầy giữ y lại, thầy chia cái này xuống. Thì lập tức mình nhìn lại thì đi với dx một hồi nó sẽ nhóm được theo x thôi. Và đi với dy nó sẽ nhóm được theo y thôi. Vậy khi mình chia xuống thì
yêu cầu của toán nó phải khác không? Nên thầy nói nếu nó khác không, thầy chia hai vế của phương trình đã cho này, ta được cái dạng như sau. Đấy, em nhìn lại có phải nó ra vậy. Mà ra vậy thì nó là tách biến rồi. Mà tách biến rồi thì lập tức muốn tìm nghiệm, mình chỉ cần lấy tích phân hai vế. Nhớ bên tay phải nguyên hàm của không là C. Và trong trường hợp này thì mình nói nếu nó khác không được thì luôn luôn nó bằng không được. Vậy người ta luôn luôn kiểm tra rằng nếu cái M2 theo biến x bằng không thì chắc chắn người ta sẽ giải ra được x bằng A nào đó. Và tương tự N1 theo y mà bằng không, ta giải ra được y bằng con số B cụ thể nào đó. Và mình thay cái x bằng A, cái y bằng B vào phương trình thì mình thấy nó luôn luôn làm cho bài toán đúng. Nên trong cái trường hợp bằng không này nè mấy em, thì ta luôn luôn thấy nó làm nghiệm cho phương trình rồi. Như vậy để tìm nghiệm tổng quát, mình chỉ chú ý đặc trưng trong cái trường hợp này để mình cố đi tìm nghiệm là được ha em. Cụ thể thầy làm bài tiếp theo như sau. Tìm nghiệm tổng quát của các phương trình sau đây. Đây là ba bài luôn ha em. Thầy giải bài A. Anh nhìn cho kỹ lại. Đi với dx có chứa xy, đi với dy cũng có chứa xy. Như vậy cái này mới được gọi là phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tổng quát mà thôi. Và theo kinh nghiệm của lý thuyết hồi nãy mà mấy em cứ nói chia cái gì, bên kia chia cái gì mấy em hơi khó nhớ, thì theo thầy trong thực hành mình kinh nghiệm như sau thì nó sẽ dễ hơn. Đi với dx thì mình giữ một cụm lại bên tay trái, cụm kia mình chuyển qua bên tay phải ha mấy em. Vậy mình chuyển cái cụm nào đi cũng được, chuyển một cái đi, giữ một cái lại. Vậy thầy giữ cái này lại, chuyển cái này qua bên tay phải. Mà chuyển vế thì mình chỉ nhớ là đổi dấu mà thôi. Rồi bây giờ nè, ở đây mình mong muốn là bên tay trái này toàn bộ theo x, thì cái gì có x mình giữ hết lại, mình chia xuống. À, như vậy là thầy chia 1 cộng y bình qua bên tay phải mà chia xuống em. Tương tự bên tay phải này, đi với dy mình giữ toàn bộ y lại, mình chia 1 cộng x bình xuống. Vậy thì 1 cộng y bình với 1 cộng x bình mình đang định chia, mà mình thấy nó luôn luôn khác không, nên trong bài này thầy khỏi xét nữa. Vậy thì mình thấy rõ ràng. Đây, đó, em cứ chia xuống rồi chia xuống. Vậy ở đây đi với dx theo x không, đi với dy theo y không. Như vậy phương trình này là phương trình tách biến. Để tìm nghiệm mình chỉ cần lấy tích phân hai vế là được. Mình lưu ý chỗ này một chút. Ở dưới này là 1 cộng x bình là bậc 2. Ở trên này là bậc nhất. Nếu thầy thử thầy xem cái chữ ở dưới mẫu là chữ U, thầy đạo hàm một cái thì trên tử sẽ là 2x. Nên chính như vậy mà thầy mới nhớ U phớt chia U nguyên hàm sẽ là log U. Vậy thầy nhân hai vế bên trái và bên phải cho số 2. Để làm chi mấy em? Ở dưới này là U thì đạo hàm sẽ là U phải nè. Như vậy là 1 cộng x bình, đạo hàm sẽ là 2x. Nên nó mới đúng chính xác là U phớt trên U. Rồi, như vậy mình có U phớt trên U thì lập tức mình sẽ có nguyên hàm là log của triệt đối U. Nhưng mà thằng này 1 cộng x bình nó dương rồi, nên mình khỏi cần triệt đối ha, mình để ngoặc đơn luôn. Bên này cũng là U phớt trên U, vậy nguyên hàm sẽ là log của U. À, tới đây, cái này là log, cái này là log. Thay vì mình cộng với hằng số C là được rồi. Nhưng thầy thấy đây log, kia log. Để cho đẹp trong bài toán thì mình cộng với log C cũng được em. Vì log C cũng là hằng số mà. Rồi, như vậy thì ở đây mình có cái dạng này nè mấy em. Log A cộng log B. Người ta viết gọn log A nhân B. Vậy nguyên cái này mình dục qua đây. Log 1 cộng y bình cộng log 1 cộng y bình. Như vậy thì mình sẽ được log 1 cộng x bình nhân 1 cộng y bình bởi công thức này. Được ha? Bên tay này còn lại log C. Vậy mình có phải là log của cái gì đó, bên kia cũng là log của cái gì đó, thì lập tức thầy cho hai cái đó bằng nhau. Vậy đây được gọi là nghiệm tổng quát hay tích phân tổng quát. Nhưng ở đây mình có thể nếu đi thi trắc nghiệm, có thể người ta cho ở một bài toán viết đẹp như sau nha. Mình nhìn kỹ. Có bạn nhìn ở trên với ở dưới, bạn tưởng là khác nhau, nhưng thực ra là không khác nhau.
Nhân thử nè mấy em. 1 nhân với 1 là 1. Mà sao thầy không có ghi? Mình kiểm tra từ từ ha. 1 nhân y bình. Đây thầy ghi rồi nè. Rồi ở đây 1 nhân x bình có nè. Thầy ghi nè. X bình nhân y bình có nè. Vậy còn lại số 1. Vậy số 1 thầy chuyển qua tay trái. Vậy là C trừ 1. Nó là một hằng số. Và thầy tạm đặt nó là một cái hằng số C phẩy nào đó. Nhưng người ta có quyền ghi chữ C. Đâu có sao đâu. Vậy thì đây là nghiệm tổng quát. Nên khi đi thi, mình nhớ học bên chương số 3, chương tích phân. Hằng số thì có quyền sai khác nhau. Bạn ghi C cộng 5, tôi ghi C, đâu có sao. Rồi, vậy câu A thầy kết thúc. Câu B. Để giải cái này mình cũng nhìn lại, mình thấy rõ ràng trong bài này là đi với DX còn XY, đi với DY còn XY. Như vậy là phương trình này mới gọi là phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tổng quát mà thôi. Vậy nãy thầy dặn là mình nên chuyển một cụm đi để cho bài toán nó dễ dàng hơn. Đấy. Rồi, bên này thầy giữ cái cụm là đi với DX, thầy giữ lại ha mấy em. Nhưng mình nhìn lại mấy em, thầy đặt x bình. Y bình ra, bên trong còn x cộng 1. Ở đây mình chuyển vế thì có phải nó trở thành là x bình nhân y trừ x bình. Đúng không mấy em? Thầy chuyển vế là nó đổi dấu. Và khi chuyển vế xong, thầy đặt x bình ra. Rồi. Vậy thì mình mong muốn thành tách biến. Nghĩa là đi với dy, thầy giữ x cộng 1 lại. Thầy chia y bình xuống. Đi với dy, thầy giữ y trừ 1 lại. Thầy chia x bình xuống. Vậy thì thầy phải xét x và y phải khác không? Nên thầy chia xuống. Dịch nó được như thế này. Đúng không em? Vậy ở đây là dạng tách biến. Nên để tìm nghiệm thầy lấy tích phân hai vế. Và khi lấy tích phân hai vế xong, cái này mình tách ra từng con chia thì để mình lấy nguyên hàm nó mới dễ. X chia x bình ta được 1 trên x, còn 1 trên x bình thầy ghi lại. Y chia y bình ta còn 1 trên y, cái này trừ 1 trên y bình thầy giữ lại. Rồi mình lấy nguyên hàm ha em. 1 trên x thì có nguyên hàm là log x. Được ha em, mỗi lần lấy nguyên hàm mình nhớ là ghi tuyệt đối cho cái log có nghĩa nha em. 1 trên x có nguyên hàm là log tuyệt đối x. Còn 1 trên x bình thì có nguyên hàm là trừ 1 trên x. Vậy thầy ra đáp án như sau. Log tuyệt đối x trừ 1 trên x. Tương tự bên tay phải, log tuyệt đối y trừ 1 trên y nhưng gặp dấu trừ ở đây thành cộng 1 trên y. Rồi thầy cộng với sự sai khác hằng số C. Em muốn làm đẹp lại thì chuyển vế đi ha. Log x trừ log y, mình có log a trừ log b, mình viết gọn là log a chia b. Vậy log x trừ log y là log x chia y. Còn ở đây mấy em chuyển qua trừ 1 trên x trừ 1 trên y, thầy đặt dấu trừ ra thì bên trong còn 1 trên x cộng 1 trên y, mấy em quy đồng lên là có phải x cộng y chia cái tích x nhân y. Bên phải viết lại. Và cái đó gọi là nghiệm tổng quát hay tích phân tổng quát của phương trình đã cho. Thầy làm câu C. Nhưng trước khi làm câu C thì như hồi nãy thầy nói, trong quá trình làm mình chỉ xét trường hợp này để mình ra được nghiệm tổng quát hay tích phân tổng quát. Còn trong trường hợp đặc biệt x bằng 0, y bằng 0 thì mình thấy là luôn luôn nó thỏa bài toán, mấy anh thấy không em? Thì nó luôn luôn là nghiệm rồi. Nên mình chỉ cần tìm nghiệm trong trường hợp tổng quát khác không thôi. Được ha. Thầy làm bài C. Ở đây y phẩy, cái này cũng là dạng phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tổng quát. Mặc dù nó chưa có dx, dy nhưng mà nó có y phẩy. Nãy dạng số 2 nãy mình ghi nè. Vậy thì bây giờ để giải nó là để tìm nghiệm nó thì mình ghi lại một tí ha. Một hồi có phải ngay chỗ này là y phẩy là dy chia dx. Vậy thì mình nhìn vô này thì mình mong muốn thấy quy đồng dx lên. Nhưng thầy phải chia tăng y xuống để cho nó thành tách biến. Vì đi với dy chỉ có y thôi. Và đi với dx chỉ có x thôi. Mà thầy chia cho tăng y xuống thì thầy xét nó khác không trước cái đã. Rồi thầy tìm nghiệm tổng quát trong trường hợp này. Vậy mình nhìn lại thì có phải đây là dạng tách biến. Thì ta chỉ cần lấy tích phân hai vế. Tăng thì mình viết lại thành gì mấy em? Xin chia cos. Vậy chia cos thầy bật cos lên. Ở đây tăng là sin chia cos. Và mấy em nhìn lại công thức một chút xíu ha em.
mình dùng u phẩy chia u cũng được. Ở đây thầy nhắc lại cái chương vi phân cấp 1 ở chương 1, thầy ghi một cách khác ha. Ở chương số 1 thì mình có nhớ là vi phân cấp 1 của hàm fx ta ghi là dfx thì bằng f phẩy x nhân dx. Vậy thí dụ như mai mốt mình có là d của sin thì bằng gì mấy em? Sin phẩy nhân dx. Như vậy thì là bằng cos nhân dx. Vậy mai mốt mà thầy có cos nhân dx thì thầy ghi là d cos luôn, nghĩa là thầy lấy cái nguyên hàm thầy bỏ vô đây ha mấy em ha. À, tương tự vậy. D của cos thì bằng cos phẩy nhân dx, mà cos phẩy là bằng trừ sin, vậy mới mốt có trừ sin nhân dx thì thầy ghi d cos luôn. Được không em? Vậy thầy kiểm tra bên cái đề. Ở đây cos thầy lấy nguyên hàm thầy bỏ vô đây, vậy là có phải cos có nguyên hàm là sin, như vậy cos y dy thầy ghi là d sin. Ở dưới mẫu chép lại. Tương tự đây mấy em, sin thì lấy nguyên hàm là gì mấy em? Trừ cos. Như vậy thầy mượn cái dấu trừ để vô đây là trừ sin dx, thầy ghi là d cos. Từ bên này mình nhìn cũng được nè em. Trừ sin dx thầy ghi là d cos. Như vậy nếu em thêm dấu trừ ở đây thì lập tức thầy phải thêm dấu trừ bên ngoài để cho nó mới đủ lại thì nó mới ra cái dấu trừ này. Được em em? Vậy là trừ sin dx thầy ghi thành d cos. Được. Hay cách khác mình nói cos, sin có nguyên hàm là trừ cos, vậy mình ghi vô đây là d của trừ cos, nhưng mà thôi thầy để dấu trừ bên ngoài. Vậy là bây giờ mình nhìn nè, d u chia u thì nguyên hàm là log u. Đó là một cách nói khác. Tương tự d u chia u nguyên hàm là log u, dấu trừ chép lại. Ở đây cũng giống cái bài trước, log 0 nên thầy cộng với log c, nhưng mà ở đây thầy thấy ta tuyệt đối nên mình cũng làm giống y vậy để mình làm đẹp cho nó dễ. Vậy thầy dùng công thức log a cộng log b sẽ bằng log a nhân b. Vậy cái này mấy em chuyển qua tay trái. Log sin cộng log cos bằng log sin nhân cos. Bên này thầy chép lại ha. Đấy. Rồi, vậy là cuối cùng thầy cho hai cái bên trong này bằng nhau. Vậy cái này được gọi là nghiệm tổng quát hay tích phân tổng quát của phương trình vi phân đã cho. Vậy thầy đang nghiệm tìm xong trong trường hợp này. Nếu cần mình kiểm tra lại, tăng bằng 0 thì y bằng b trên 2 cộng kp. Mình nhìn vô tăng bằng 0 thì lập tức có phải y là số này, mà y là số này, tăng bằng 0 là chỗ ngang 0, thì lập tức có phải là y phẩy cũng bằng 0. Vậy luôn luôn phương trình này được thỏa chứ gì nữa. Vậy trong trường hợp đặc biệt thì nó luôn luôn là nghiệm cho phương trình. Mình xét cả trường hợp này, thỏa là mình thấy xong bài rồi đó. Thầy qua ví dụ tiếp theo ha mấy em ha. Đây. Bài toán cũng đi tìm nghiệm tổng quát, nhưng mình nhìn lại mình thấy cái đề cho thêm giả thiết thì mình biết đây chính là tìm nghiệm riêng của phương trình đã cho. Để mình giải câu A. Em nhìn kỹ. Ở đây với cái đề này thầy từ từ đưa cái chữ y phẩy lên. Khi đưa cái chữ y phẩy lên thì mình nhớ trong quá trình để giải phương trình vi phân thì mình thay cái chữ y phẩy này thành gì ạ? À? Dy chia dx. Rồi, sau khi thay xong thì mình nhìn lại, có phải là ở đây mình quy đồng lên, được không em? Vậy khi quy lên là chữ dx thì mình không nên giữ y, vì đi với dx chỉ giữ x và đi với dy chỉ giữ y để nó mới thành phương trình tách biến. Vậy thì trong trường hợp này thì mình chia xuống thì nhân lên. Vậy thầy giải luôn trong trường hợp tổng quát luôn ha, nghĩa là mình mặc định y khác không rồi để mình chia xuống. Nhưng mà với cái đề đã cho này thì mình nhìn vô thì mình thấy cái đề này thì y không những nó khác không mà nó phải dương thì cái đề mới có nghĩa. Tại sao? Vì cái này là log, nên trong trường hợp này mình mặc định mình quy lên rồi mình chia y xuống luôn, không giải thích thêm nữa ha. Rồi, như vậy thì ngay chỗ này mấy em nhìn lại thì có lấy nguyên hàm được chưa? Bên tay trái là dx, nguyên hàm sẽ là x. Còn bên tay phải nè mấy em, nhìn cho thật kỹ cái cách mình làm cho nhanh. Dy chia y, mà ở ngoài này là log y. Vậy nếu em xem y như là ẩn thì bài này mình còn hơi phức tạp. Thầy tìm cách như sau. 1 trên y thì có phải nguyên hàm sẽ là log y. Vậy thầy 1 trên y, thầy lấy nguyên hàm thầy bỏ vào đây. Vậy dy chia y sẽ có được ghi lại cái dạng là gì mấy em? D log
Đây, thầy ví dụ lại cho mấy em coi nào. Vì phần cấp 1 của Fx ký hiệu là như thế này. Vậy 11 ta gặp D log thì sẽ bằng log phẩy nhân Dx, mà log phẩy sẽ là 1 trên x. Vậy khi thầy gặp 1 trên x Dx, thầy sẽ ghi là D log. Tương tự vậy đây, 1 trên y Dy, thầy sẽ ghi là D của log y. Vậy mình nắm được từ trên này xuống chưa ạ? Vậy ở bên tay phải mình thì mình xem cái gì là ẩn, log y là ẩn. Như vậy 11 mình gặp cái công thức cơ bản x mũ 1 dx thì nguyên hàm sẽ là x mũ 2 chia 2. Rồi. Vậy thì chỗ này log d log thì nguyên hàm sẽ là log bình chia 2. Còn đây dx nguyên hàm sẽ là x. Rồi thầy cộng c và thầy nộp bài. Nhưng cái này mới là gì thôi, nghiệm tổng quát mà thôi. Vậy thầy sử dụng cái giả thiết y tại 2 bằng 1, nghĩa là cái phương trình sau này mình thay chữ x bằng số 2 và chữ y mình thay bằng số 1. Ta được. Vậy cái này 2, mình nhớ 1 phần 2 log bình của 1. Ủa mà log 1 thì bằng 0 ha em. Vậy cái chỗ này thầy suy ra c bằng 2. Vậy ta có nghiệm riêng hay tích phân riêng sẽ là lấy cái nghiệm tổng quát này, mình thay số c bằng số 2 rồi mình nộp bài. Vậy cái này chính là đáp số của câu A. Thầy giải câu B nhé. Nhìn lại câu B là cho vậy. Mà mới vừa cho như vậy thì chỗ này đi với dx là x, nhưng đi với dy là chứa xy. Như vậy cái này mình mới gọi là phương trình vi phân cấp 1 ở dạng tổng quát mà thôi. Vậy thầy mới hỏi là cái bài này có thành tích biến hay không. Bây giờ từ từ để làm, chuyển vế đi mấy em, đặng mình chia nó dễ. À vậy đi với dy thầy giữ y lại, phải chia cái này xuống và mình nhìn lại có phải chính xác tách biến. Mà tách biến xong để tìm nghiệm ta chỉ cần lấy tích phân hai vế. Khi lấy tích phân xong mấy em nhớ liền, ngay chỗ này bên tay trái lấy nguyên hàm được, bên tay phải chưa được. Vậy nếu bên tay phải mà mình xem x là ẩn thì cái hàm ở dưới dấu tích phân còn phức tạp lắm. Mấy em nhớ thêm một lý thuyết nhỏ nhỏ là thầy cứ nhắc mãi cái chỗ này nha. D của Fx là vi phân cấp 1 của Fx bằng f phớt x dx. Vậy thí dụ một ngày nào mà thầy gặp d của ơ mũ x thì bằng ơ mũ x phẩy nhân dx, mà ơ mũ x đạo hàm sẽ bằng chính nó. Vậy khi em gặp cái này nè, ơ mũ x dx thì thầy ghi là d của ơ mũ x luôn. Vậy bên tay phải thầy viết như sau, d của ơ mũ x ở dưới mẫu thầy viết lại là 1 cộng ơ mũ x rồi bình. Vậy bên tay phải này thầy xem cái gì là ẩn? Xem ơ mũ x là ẩn. Vậy nó có dạng công thức nghiệm tổng quát. Mình nhìn nè mấy em, dx chia 1 cộng x bình, nguyên hàm sẽ là ạ tăng x. Như vậy du chia 1 cộng u bình thì nguyên hàm sẽ là ạ tăng u. Chữ u mà thầy mới đọc đó là ơ mũ x. Còn bên này y bình thì có nguyên hàm là y mũ 3 chia 3. Rồi hết. Vậy cái này thầy tìm được gọi là nghiệm tổng quát hay tích phân tổng quát. Thầy sử dụng giả thiết vì y tại 0 bằng 0 nên thầy cầm cái này thầy thay vào cái nghiệm tổng quát mà thầy ký hiệu sau này. Chỗ nào chữ y thay bằng số 0, chỗ nào chữ x cũng thay bằng số 0 luôn. Ta được. 0 mũ 3 chia 3 là 0. A tăng của ơ mũ 0, mà mình nhớ ơ mũ 0 là 1. Như vậy ạ tăng của 1 sẽ là pi trên 4. Vậy thầy chuyển vế, thầy tìm được C bằng trừ pi trên 4. Thầy gắn cái C này vào cái sau này, thầy sẽ tìm được cái nghiệm đó là nghiệm riêng. Hết. Cái này mình nộp bài cũng được rồi hả em. Nhưng có bạn là bài này khá đẹp nè. Mình quy đồng số 3 lên. Rồi mình lấy căn bậc 3 hai vế thì mình sẽ tìm được y cụ thể. Vậy bài này thầy tìm nãy giờ mới được một lần duy nhất y theo x nè mấy em. Nhưng thầy giảng tới đây nộp bài cũng được rồi ha. Nhưng mà nộp bài đây đẹp hơn. Rồi, hết bài số 3. Nãy giờ từ đầu tới cuối thầy đã giải mình hơi nhiều 8-9 bài ví dụ phương trình vi phân cấp 1 ở dạng đặc biệt phương trình tách biến. Và nhớ mỗi lần tìm nghiệm mình chỉ cần lấy tích phân hai vế là được nếu nó tách biến.
Và buổi học này mình dừng ở đây, buổi sau thầy dạy tiếp một cái dạng đặc biệt khác em ha. Thầy chào các em.